Chương một hủy diệt thiên địa nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Một thị trấn nhỏ nào đó trong cảnh nội yến an quốc nhân khẩu không đến 3.000, lấy sản xuất thạch điêu mà có chút danh tiếng. Nó tên là thải thạch trấn. Thải thạch trấn dựa núi gần nước thanh bình yên ả. À, chỉ ăn rất tốt trong nha môn chỉ có hai gã bộ khoái một lớn một nhỏ nói quan hệ của bọn hắn là thượng cấp hạ cấp còn không bằng nói là sư phó và đồ đệ thì thân thiết hơn. Lúc nhá nhem tối, bộ khoái trẻ tuổi tạm biệt sư phó, trên mặt mang theo dáng cười nhẹ nhàng rời khỏi nha môn. Tiểu bộ khoái chỉ có 20 tuổi, đã lập gia đình vào năm ngoái, vợ mang thai đã được 8 tháng rồi, bà đỡ cực kỳ có kinh nghiệm trong thị trấn đã cam đoan đó là một tiểu tử mập mạp. Thời điểm làm cha đã ngày càng gần, tiểu bộ khoái ngày nào cũng vui vẻ cả. Hôm nay đúng chính là sinh nhật vợ hắn, nàng tuổi mụ mới 17, nói đến thì cũng chỉ là một tiểu hài tử chưa trưởng thành hẳn, ngày thường rất thích làm nũng, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng cũng lộ ra vẻ rất ngây thơ đáng yêu. Đại hài tử sinh tiểu hài tử, đến lúc đó trong nhà lại có thêm hai bảo bối một lớn một nhỏ cần hắn che chở rồi trên đường về nhà tiểu bộ khoái thuận tiện mua một cân thịt heo mấy thứ điểm tâm và trái cây buổi tối làm vài món coi như là một buổi tiệc ăn mừng nho nhỏ trên đường đi hắn không ngừng chào hỏi bà con hàng xóm láng giềng bước đi không nhanh không chậm không đến một phút đã về đến trước cửa nhà mình rồi một cái nhà nhỏ, mấy gian phòng nhỏ, tuy không nói đến giàu có, nhưng vẫn có thể ăn no mặc ấm a, à, dù sao từ sau khi cưới vợ, đoạn thời gian này mỗi ngày đối với hắn đều rất ngọt ngào. Đẩy cửa ra, tiểu bộ khoái hô lên một tiếng, hạnh nhi. Đây là nhũ danh của vợ hắn, có hơi chút quê mùa, nhưng cũng chỉ có người thân cận nhất mới được gọi như vậy thôi. Kết Cửa phòng ngủ mở ra, Hạnh Nhi mang theo cái bụng lớn chậm chạp bước ra khỏi cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ ra khí tức thanh xuân nồng đậm, cũng sắp làm mụ mụ rồi. Vậy nên trên gương mặt như tiểu hài tử có chút mập mạp của nàng càng thêm mượt mà hơn, ca tương đương tương đương tương đương Hạnh Nhi ngọt ngào gọi một tiếng hai người trẻ tuổi này từ nhỏ lớn lên ở đây thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư đã sớm quen với xưng hô ca ca muội muội nếu thực sự gọi cái gì mà tướng công nương tử thì cũng cảm thấy không được tự nhiên tiểu bộ khoái đi vào trong sân giơ trái cây trong tay lên cười nói thứ muội thích nhất mấy chữ sau còn chưa kịp nói xong vài bước cuối cùng còn chưa bước hết hắn lại đột nhiên biến sắc mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía đông có chuyện gì thế chỉ thấy ở chân trời xa xa vốn tối sầm đột nhiên sáng bừng lên sau đó toàn bộ bầu trời như được nhuộm máu tươi quỷ dị đẹp đẽ thêm vào đó là đáng sợ hạnh nhi không biết vì sao tiểu bộ khoái muốn vọt tới bên người vợ mình nhưng thân thể lại không thể động đậy chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ hoảng sợ kêu lên một tiếng trong thanh âm lộ ra vẻ tuyệt vọng và bi thương không thể hiểu phảng phất hắn đã sớm ý thức được gì đó không riêng gì hắn, hạnh nhi cũng như vậy, thân thể cũng cứng nhắc, không thể động được dù là một ngón tay. Không riêng hai người bọn họ, giờ khác này, hơn phân nửa Yến An Quốc, tất cả sinh linh trong phạm vi ngàn dặm đều đã mất đi mọi năng lực hoạt động. Bất kể là người, hay là gia súc, hoặc là dã thú trong núi sâu đều như thế cả. Trong nháy mắt, sóng xung kích mang theo sóng nhiệt khủng bố dùng một tốc độ nhanh hơn cả tốc độ âm thanh từ phía chân trời cuốn tới lập tức hủy diệt tất cả phá tan tất cả tất cả mọi thứ đều hóa thành cho bụi ngay lập tức triệt để biến thành hư vô kể cả sắt thép cứng rắn nhất kể cả núi cao hùng vĩ nhất lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa đủ để đào sâu xuống mặt đất mấy trăm trượng ở trên đó không có gì có thể sinh tồn không có gì có thể giữ lại khi cổ sóng xung kích sắp đến thải thạch chấn thì một vật thể dài chừng ngón trỏ đã dẫn đầu bay vào trong sân của bộ khoái trẻ tuổi. Tốc độ nhanh như tia chớp thị lực người bình thường không thể nào nhìn rõ quỹ tích phi hành của nó được. Phốc một tiếng, thứ đó xuyên qua đầu bộ khoái trẻ tuổi, xuyên thẳng từ huyệt thái dương bên trái qua bên phải, lực lượng cường đại khiến đầu lâu của bộ khoái kia nổ thành phấn vụ. Đỏ, trắng, sọ não vỡ toang, óc bay tán loạn. Tiểu bộ khoái sắp chết sao? Theo lý thuyết, đầu cũng bị mất, không chết mới là lạ, trong mắt cũng không biết đã bay đến nơi nào. Thế nhưng ý thức tiểu bộ khoái vẫn chưa chết, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bẫng, vẫn có thể nhìn thấy tất cả, thậm chí còn rõ hơn cả trước kia, thị giác cũng trở nên càng thêm rộng lớn. Hô, thời gian đột nhiên ngừng, tất cả những thứ nhìn thấy đột nhiên trở nên chậm hơn vô số lần tiểu bộ khoái còn có thể nhìn thấy hạnh nhi mang theo chiếc bụng lớn đang đứng ở cửa phòng ngủ tư thế của nàng vẫn như trước biểu lộ trên mặt vẫn đang từ tươi cười ngọt ngào chuyển sang hoảng sợ nhưng trong nháy mắt nàng lại không thấy đâu nữa biến mất sóng nhiệt màu đỏ khủng bố đã đánh úp lại nhiệt độ khủng bố khiến cả sắt thép cũng phải tan chảy trong nháy mắt đã biến thân hình nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt kia thành bột phấn màu đen Nhiệt khí cuốn tới, ngay sau đó biến mất vô tung. Thân hình không đầu của tiểu bộ khoái cũng như thế, cũng bốc hơi thành hư vô. Thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy tất cả tận mắt nhìn thấy nữ nhân âu yếm của mình, còn có hài tử trong bụng nàng cứ như vậy tiêu tán trong liệt diễm, hạnh nhi hắn tê tâm liệt phế hét lên nhưng lại không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cả hắn đã không còn thân thể nữa chỉ là linh hồn hắn ký thác lên trên vật nhỏ đang bay cực nhanh kia tận mắt nhìn thấy tất cả cảnh tượng tàn khốc hạnh nhi tiếng kêu gọi như xé rách linh hồn nhưng không thể làm được gì vợ của hắn nhà của hắn cả thải thạch trấn nữa tất cả đều biến mất nhưng tất cả vẫn chưa dừng lại, mặc kệ hắn bi thương như thế nào, hắn vẫn phải chứng kiến tất cả những hình ảnh kinh khủng đó. Không muốn xem cũng phải xem, dùng thị giác linh hồn, qua sát hết thảy một cách rõ ràng. Thành trấn, núi non, sông ngòi, rừng rậm, tất cả đều bị hủy diệt. Chương 2, mượn xác hoàn hồn, nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com Cổ sóng nhiệt này trùng kích đến đâu, tất cả đều tan thành mây khói, vạn vật không lưu, chỉ còn lại đất đai khô cằn, kéo dài không biết bao nhiêu ngàn dặm, bao nhiêu vạn dặm. Vật thể không rõ mang theo linh hồn tiểu bộ khoái vẫn còn đang phi hành, thủy chung vẫn nhanh hơn một chút so với sóng nhiệt, vẫn một mực bay về phía trước, tựa hồ như vĩnh viễn không có điểm cuối vậy. Cũng không biết đã qua bao lâu, sóng nhiệt màu đỏ rốt cục cũng giảm bớt, dần dần mỏng manh, cho đến khi triệt để tiêu tán lực lực khủng bố hủy diệt tất cả rốt cục cũng tiêu tán. Tốc độ phi hành của vật thể không rõ cũng theo đó mà chậm lại, tiểu bộ khoái lúc này mới có thể thấy rõ, linh hồn của mình bám vào trên một vật thể xinh xắn có hình như một tòa tháp. Một tòa tiểu tháp, bên ngoài đen xì, không biết là được tạo nên từ chất liệu gì, cực kỳ cứng rắn. Tiểu tháp như mũi tên được lên dây, vẫn còn tiếp tục phi hành, cũng không biết nó lấy đâu ra động lực để bay cả vạn dặm như thế nữa thẳng đến, nó bay vào một vùng núi, núi non trùng điệp, vách núi vách đá dựng đứng có thể nhìn thấy khắp nơi. Tốc độ nó chậm lại, phẳng phất như được lực lượng nào đó chỉ dẫn, đột nhiên điều chỉnh phương hướng, bay vào một sơn cốc. Ở vách núi cuối sơn cốc có một thiếu niên đang nằm đó, không hề nhúc nhích, tư thế cổ quái, cũng không biết là hôn mê hay là chết rồi nữa vèo một phát tiểu tháp màu đen bay đến chán thiếu niên nhưng lúc này lại không đập vỡ đầu người ta thậm chí ngay cả một tia dấu vết tổn hại cũng không có vô thanh vô tức không có ai biết lúc này trong đầu thiếu niên này đã nhiều thêm một thứ không nên có ở đáy sơn cốc thân thể thiếu niên vẫn không nhúc nhích tựa hồ ngay cả dấu hiệu hô hấp cũng không có trong đầu hắn linh hồn của bộ khoái trẻ tuổi bám trên tiểu tháp hắn cực kỳ bi thương vì thê tử đáng yêu của hắn còn có con của hắn sắp được sinh ra đời không biết đã qua bao lâu tiểu bộ khoái cũng vượt qua được sự đau đớn kia thần trí hơi thanh tỉnh lại một chút linh hồn của hắn cũng từ trên tiểu tháp chậm rãi khoách tán ra hơn nữa hắn còn đang chậm rãi hấp thu lấy trí nhớ còn chưa tiêu tán hết của thiếu niên hắn không biết rằng hành vi của mình chính là mượn xác hoàn hồn tiểu bộ khoái chỉ dựa vào chỉ dẫn không hiểu thấu nào đó mà làm theo thôi giờ khác này lồng ngực thiếu niên đã có chút phập phồng như có như không trái tim lần nữa nhảy lên hô hấp chậm chạp mà vững vàng cổ thi thể sớm đã cứng ngắt vậy mà lại bắt đầu có lại nhiệt độ hắn sống lại lần nữa chỉ có điều thân thể đã đổi chủ nhân linh hồn trong cơ thể đã đổi hành người khác một đêm qua đi, chỉ nhớ còn lại trong cổ thi thể này dùng một tốc độ cực nhanh bị tiểu bộ khoái hấp thu. Lúc này, tiểu bộ khoái cũng biết được rằng bản thân mình đã mượn xác hoàn hồn, dựa vào thân thể của người khác để sống lại. Cho dù khó có thể tin, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất may mắn, bất kể nói thế nào, mình vẫn còn sống, như vậy thì có cơ hội làm rõ trận tai nạn hủy thiên diệt địa kia vì sao xảy ra, đến cùng là nguyên nhân gì lực lượng gì đã cướp đi hạnh nhi của mình không riêng gì thê tử còn có cha mẹ sư phó huynh đệ tỉ muội họ hàng thân thích còn có các gương mặt quen thuộc của mọi người trong thị trấn là cái gì đã cướp đi tất cả thiên tai sao không nhất định trong chớp mắt đã mất đi tất cả bộ khoái trẻ tuổi nhất định là ruột gan đứt từng khúc vô cùng bi thống nhưng vẫn có thể giữ được lý trí của mình Tuy rằng chỉ mới 20 tuổi, nhưng tính cách của hắn so với bạn cùng lứa thì trầm ổn tỉnh táo hơn nhiều. Đương nhiên, nếu không có điểm này, hắn cũng không thể nào trổ hết tài năng trong số mấy trăm thanh niên trong thị trấn, vào năm 15 tuổi đã bị lão bộ khoái chọn chúng. Trở thành người nối nghiệp trong nha môn rồi. Trở thành một gã kim bài bộ khái được người tôn kính vốn chính là mục tiêu cuối cùng trong đời hắn bất quá những thứ này đã không còn quan trọng nữa từ nay về sau mình phải dựa vào thân phận của thiếu niên này để sống trên đời tất cả sẽ khác nhau rất lớn bởi vì trong trí nhớ của thiếu niên này vậy mà lại tồn tại tiên sư chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thế gian này vậy mà thực sự có tiên sư không nói đúng ra thì hẳn là tu tiên giả mới đúng nhưng thiếu niên này cũng chưa thể coi là một tu tiên giả, chỉ có thể nói là một học đồ cấp thấp có khát vọng bước vào con đường tu tiên thôi. Chỉ nhớ có miêu tả thế này, tu sĩ đại năng trong tu tiên giả có lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, giơ tay nhấc chân cũng có thể sinh ra lực phá hoại còn đáng sợ hơn bất cứ loại thiên tai nào vô số lần. Lực lượng hủy thiên diệt địa bạn đang đọc truyện được copy tại tai nạn đáng sợ hủy diệt gia viên, sóng nhiệt cướp đi cuộc đời ta. Thiếu niên nằm trên mặt đất đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, ánh mắt lợi hại, hoàn toàn không giống như một người bị trọng thương vừa chết đi sống lại. Tô Triệt, từ nay về sau tên của ta chính là Tô Triệt. Tô Triệt, chính là tên của thiếu niên đã chết này, tuổi rất nhỏ, chỉ có 14, là một người có khả năng tu tiên đặc biệt, hắn có đạo tâm rất kiên định. Tô Triệt vốn là thành viên trực hệ của một gia tộc tu tiên xuống dốc bởi vì tư chất không tệ nên được cả gia tộc kỳ vọng đưa lên một môn phái tu tiên thiên huyền tông. Trở thành một gã đệ tử ký danh đang chờ khảo hạch. chương 3, Sơn Cốc Chữa Thương Thượng. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com trong thiên hạ không biết bao nhiêu người cầu đạo đánh nhau đến vỡ đầu muốn chen vào môn phái tu tiên chính thức trở thành đệ tử của môn phái để có chỗ dựa nhưng tiêu chuẩn lựa chọn đệ tử của các đại môn phái đều cực kỳ nghiêm khắc trừ phi tư chất tu luyện của bản thân ngươi đặc biệt xuất sắc nếu không cần phải cố gắng rất lớn mới có một tia cơ hội có hy vọng trở thành một thành viên trong số đệ tử chính thức Thông thường, đệ tử của môn phái cỡ lớn chính thức chia làm ba cấp độ, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, về phần thân phận đệ tử ký danh hiện giờ của Tô Triệt. Căn bản không được tính là người trong môn phái, chỉ là một nhân viên tự tu ở tít xa ngoài môn phái, cho dù đến trình độ nhất định cũng sẽ bị xếp vào hàng ngũ phế vật, hoàn toàn bị khu trục. Hơn nữa, tất cả quá trình tu luyện đều phải dựa vào bản thân, không được môn phái trợ giúp một chút nào cả bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Cho nên, ký danh đệ tử cũng gọi là đệ tử tự tu. Muốn trở thành đệ tử ngoại môn chính thức, nếu bình thường thì phải phù hợp hai điều kiện. Đầu tiên, phải tu thành chân khí trước khi cốt linh 15 tuổi, trở thành tu sĩ luyện khí tầng 1, lấy đó để chứng minh tư chất tổng hợp của bản thân, xác thực khả năng tu tiên. Tiếp theo, phải hoàn thành các nhiệm vụ bên ngoài mà môn phái tuyên bố, thu hoạch đủ điểm cống hiến môn phái. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng trước mắt mà nói, tôi triệt ngay cả một điều cũng không thể thỏa mãn. Đã 14 tuổi, còn chưa tu thành chân khí, điểm cống hiến môn phái chỉ mới hoàn thành không đến một phần ba, mắt thấy sắp 15 tuổi rồi, hy vọng tu tiên chẳng lẽ phải tan vỡ sao? Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng bất chấp tất cả, cùng một gã đệ tử ký danh khác tiếp nhận mấy nhiệm vụ môn phái có độ khó không nhỏ, muốn đánh cực tất cả một lần dù không thành công thì cũng thành nhân. Hai người bọn hắn đi vào vùng núi này là vì hái thuốc, nếu như có thể tốt số hái được dược liệu quý hiếm, chẳng những có thể thu hoạch đủ điểm cống hiến môn phái. Còn có thể đổi được một số linh đan diệu dược nhất định, có trợ giúp rất lớn cho tu luyện, có hy vọng hình thành chân khí, chính thức bước vào luyện khí tầng 1. Nếu vậy thì mộng tưởng trở thành ngoại môn đệ tử cũng có thể được thực hiện rồi đều nói hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, nhưng lại không nghĩ đến, lần này lên núi, vận khí quả thực không tệ. Vậy mà trên vách đá dựng đứng ở sơn cốc này phát hiện thấy một cây linh thảo quý hiếm xích diễm quả có 300 năm dược linh. Nếu gốc linh thảo như vậy đến tay, vậy thì cái gì cũng có được, đồng thời cũng đủ để thỏa mãn nguyện vọng nhập môn của hai người trước lợi ích lớn tên đồng bạn kia của tô triệt liên nổi lên tham niệm muốn độc chiếm khi hai người leo lên vách đá thì thừa dịp bất ngờ hắn đánh một trưởng vào đỉnh đầu tô triệt khiến hắn ngã xuống vách núi trọng thương mà chết cơ duyên xảo hợp bộ khoái trẻ tuổi lại có cơ hội để mượn xác hoàn hồn Tu tiên, tu tiên, tu tiên có thể vĩnh sinh, ta há có thể không quan tâm, nhưng phải làm rõ trận tai nạn kia có phải là do tu tiên giả tạo thành hay không, nếu đúng là thế, như vậy. Dù đến cuối đời cũng phải báo thù này. Bộ khoái trẻ tuổi quyết định, sắp sửa dùng thân phận Tô Triệt để bước vào con đường tu tiên, dù gặp phải trắc trở, nguy hiểm thế nào cũng đều không sao cả. Đương nhiên, chỉ sống lại lần nữa còn chưa đủ, ít nhất thì thân thể này hiện giờ đã bị thương, tổn hại không ra hình dáng gì cả, còn chưa biết phải xử lý thế nào đây. Phần đầu của thân thể này, bị người dùng trưởng lực đánh lên đỉnh đầu, lại té xuống từ vách núi cao hơn 10 mét nếu không phải thân là võ giả luyện thể kỳ. Trình độ kiên cường dẻo dai của da thịt gân cốt hơn xa thường nhân, thì nhất định đã trở thành bánh thịt rồi dù vậy hắn cũng bị chóc ra bong thịt nhiều chỗ gãy xương co quắp trên mặt đất thành một tư thế vặn vẹo kỳ quái làm sao bây giờ trong đầu tuy có trí nhớ hai đời bất quá có thể phát huy tác dụng vào lúc này có lẽ chỉ có chút bổn sự mà tôi triệt tu luyện được thôi trước khi trở thành luyện khí sĩ chính thức tu luyện giả dùng các loại phương thức rèn luyện thân thể cường hóa tố chất thân thể xem như là tạo cơ sở để tu luyện chân khí Trụ cột đủ vững chắc rồi, chỉ cần có thể có được phương pháp luyện khí không tệ lắm thì việc tu thành chân khí hẳn không phải việc gì khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ linh căn, đây là điều tối thiểu nhất, nếu ngay cả linh căn cũng không có, đàm tiên luận đạo hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Ngay cả chút tư cách cũng không có linh căn tốt xấu thì nói sau tạm thời không đề cập tới việc cấp bách là phải dựa vào pháp môn luyện thể để chữa thương trước tiên khôi phục lại năng lực hành động tối thiểu nhất đã rồi mới nói tiếp công pháp luyện thể không biết kiếp trước tô triệt đã kiên trì tu luyện khổ cực như thế nào vậy mà tiểu bộ khoái chỉ là linh hồn ký sinh sau khi chết nhưng cũng có được toàn bộ trí nhớ về bộ công pháp luyện thể này làm quen một chút cũng có thể vận hành một cách trơn tru công pháp vận chuyển hai tuần, thân thể phẳng phất như mặt đất khô cạn được tưới nước, tô triệt cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, rõ ràng thân thể đã có thêm chút khí lực. Vì vậy, liền dẫy ruộng ngồi dậy, cố nén đau nhức kịch liệt điều chỉnh tư thế, nửa ngồi nửa dựa vào tảng đá bên cạnh, lại bắt đầu vận chuyển công pháp lần nữa. Quả nhiên, loại tư thế vặn vẹo ban nãy khiến việc vận chuyển công pháp tăng thêm khó khăn không nhỏ, giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Công pháp luyện thể kỳ, năng lượng lưu chuyển trong cơ thể cũng không phải là chân khí, mà là nội lực không biết thấp hơn bao nhiêu bậc còn thuộc về phạm trù võ học thế gian. Hiệu quả chữa thương đương nhiên cũng không được rõ ràng. Đây là lời tiến bố theo kinh nghiệm trong trí nhớ kiếp trước, theo lý thuyết thì ít nhất phải mất 3 ngày mới có thể đứng lên được, cần chống một đôi quầy trượng mới có hy vọng rời khỏi nơi này. Chương 4: Sơn cốc chữa thương, hạ nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com nhưng không nghĩ tới tình huống chân thật tốt hơn nhiều so với tưởng tượng tốt hơn rất nhiều là đằng khác tô triệt rõ ràng cảm giác được một dòng nước ấm tinh tế bừng lên từ sâu trong mi tâm giống như một dòng suối nhỏ róc rách nương theo nội lực lưu chuyển khắp toàn thân thoải mái dị thường dần dần tiêu trừ đau đớn khắp toàn thân không những thế vết thương của hắn còn có biến hóa chỗ gãy xương nghiêm trọng nhất vậy mà phát ra tiếng vang rất nhỏ ti ti lạp lạp giống như ngàn vạn con kiến đang cắn xé thân thể chợt nghe xong thật sự có chút kinh người bất quá đây chỉ là một loại ảo giác thôi cũng không có thứ gì đang gặm mình cũng không có chút thống khổ nào cả chỉ là có chút ngứa thôi vừa mới bắt đầu tô triệt còn cho là trí nhớ mà mình hấp thu có sai lầm hoặc là có chỗ bỏ sót nhất định đã xuất hiện tình huống mình không thể nào hiểu được sau đó mới nhớ tới trong đầu thân thể này không chỉ nhiều thêm một linh hồn hoàn toàn mới mà còn có thêm cả một tiểu tháp thần bí nữa mà đúng là tòa tiểu tháp này đã cứu mình một mạng mang theo linh hồn mình đi đến sơn cốc này như vậy thì nguồn gốc của dòng nước ấm kỳ lạ từ sâu trong mi tâm, không thể nghi ngờ chính là từ tiểu tháp, chỉ có điều, nó nấp trong đầu mình, trước mắt còn không có năng lực nội thị để quan sát nó thôi. Tiểu tháp này không đơn giản a -hát. Mặc dù là một tiểu nhân vật kiến thức nông cạn, nhưng Tô Triệt cũng không khó để đoán được, tòa tiểu tháp này tất nhiên là một kiện bảo vật, lai lịch chắc chắn không đơn giản. Thường nói mang ngọc có tội nên chuyện này quyết không thể tiết lộ cho bất cứ ai được. Dù sao hắn cũng đã làm bộ khoái 4 năm, thường xuyên tiếp xúc với đủ loại tội phạm, nếu bàn về trình độ tâm tư kín đáo thì khẳng định mạnh hơn tên 14 tuổi đã tiêu tán linh hồn kia nhiều. Dòng nước ấm này có năng lực chữa thương rất mạnh, cứ thế này thì qua một ngày chỗ gãy xương về cơ bản sẽ khép lại, mặc dù không thể chiến đấu. Nhưng đi lại như người bình thường thì hẳn không có vấn đề gì. Hưởng thụ cảm giác thoải mái dễ chịu do dòng nước ấm mang đến, trong lòng Tô Triệt yên lặng tính toán, phân tích làm thế không chỉ để dự đoán hiệu quả chữa thương, mà còn để dung hợp trí nhớ nhanh hơn. Thúc đẩy linh hồn và thân thể triệt để dung hợp với nhau, cùng lúc đó trong nội tâm cũng thậm có chút sốt ruột phải biết rằng nơi này dù sao cũng là thâm sơn hoang vắng vạn nhất có mãnh thú xâm nhập vào thì mình giờ không hề có năng lực chống cự làm không tốt không khéo sẽ mất mạng thêm lần nữa nếu thực sự không may như vậy cũng không biết tiểu tháp trong đầu có thể lại mang theo linh hồn của mình hoàn hồn một lần nữa không ai tình cảnh trước mắt cũng chỉ có thể thuận theo ý trời thôi chữa thương trong lo lắng chậm rãi sống qua mấy tiếng đồng hồ tình huống khôi phục còn tốt hơn một chút so với dự đoán ít nhất thì nửa thân trên cũng có thể hoạt động với biên độ nhỏ hai tay đã có chút khí lực tô triệt hai tay chống đất lần nữa điều chỉnh tư thế ngồi tư thế càng đoan chính càng khiến khí tức lưu chuyển dễ dàng hơn đột nhiên trong bụi cỏ dại cách đó không xa vang lên tiếng sột soạt tựa hồ có đồ có vật gì đó đang đi tới chỗ này Tô Triệt kéo căng thần kinh, trừng lớn hai mắt, gắt gao chằm chằm vào bụi cỏ dại kia. Lúc này đã là trạng vạng tối, mặt trời xuống núi bị vách núi che chắn, bóng mờ phủ kín, bụi cỏ dại kia cũng bị khuất bóng. Vị trí của Tô Triệt có chút phản quang, trời chiều chói mắt, cảm giác khi nhìn về phía bên kia lờ mờ không thể thấy rõ. Bất quá, khách không mời mà đến cũng không khiến tô triệt đợi lâu, rất nhanh đã chui ra, dĩ nhiên là một con sói xanh còn to hơn cả nghé con. Hít Z zzz tương đương tương đương tương đương tô triệt hít một hơi khí lạnh, khóe mắt không khỏi co rúm hai cái. Sói xám quần cư, sói xanh một mình, người hơi chút hiểu biết về săn bắn đều biết, sức chiến đấu của một con sói xanh ngang với ba bốn con sói xám, lúc đói còn dám dành cả thức ăn trong miệng hổ báo hơn nữa sói là một động vật âm hiểm so với các loại mãnh thú khác còn kiên nhẫn hơn phi thường khó chơi dưới tình huống bình thường lực lượng luyện thể kỳ của tô triệt đương nhiên không sợ mãnh thú như thế tay không chỉ cần hai ba chiêu là đã có thể giết nó nhưng tình huống hiện giờ chẳng khác nào hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sợ nhất đúng là tình huống này tay không tắc sắt, không có bất kỳ vũ khí nào, chung quanh chỉ là mấy nhánh cây gãy, cũng không biết là có bị mục hay không, nói không chừng đụng vào cái nào gãy cái ấy cũng nên. Ai, trong lòng tô triệt yên lặng thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhận mệnh sao? Sói xanh ánh mắt lạnh lùng nhíu chóp mũi chậm rãi tới gần, nó đã sớm nghe thấy mùi máu tươi trên người tô triệt bữa tiệc lớn trước mắt, nó tuy đã rất đói bụng nhưng vẫn bảo trì thiên tính giảo hoạt. Thông qua trực giác của giã thú để phán định xem con mồi này có nguy hiểm không. Tô triệt vẫn không nhúc nhích, đã không có hô hấp, tim cũng như ngừng đập giống như một người chết vậy. Sói xanh nhe răng nanh, phát ra tiếng gầm gừ, vừa để thăm dò, vừa là một loại uy hiếp. Tô triệt vẫn bất động, chỉ có điều tay phải nắm chặt một nhánh cây, đỉnh đầu cũng không được bén nhọn lắm sói xanh lùi lại, gầm gừ trong miệng, sau đó liền phát động công kích, vọt mạnh về phía trước cắn một cái vào chân trái vốn có miệng vết thương của tô triệt, sau đó lại nhanh chóng lui về phía sau. Rút ra ngoài một trưởng, mẹ nó, lại là thăm dò, xúc sinh này thật rảo hoạt. Tô triệt thầm mắng trong lòng, cố nén đau đớn do bị cắn, mắt cũng không nháy lấy một cái sói xanh dù sao cũng chỉ là một đầu dã thú bình thường không thể phán đoán ra trạng thái chết giả của võ giả sau khi luân phiên thăm dò liền nghĩ đây là một cổ thi thể nhưng vẫn chưa hư thối coi như là một bữa ngon đưa đến bên miệng có thể yên tâm mà ăn rồi trương nam đạo nhân trẻ tuổi nghe chọn bộ tại mê audio com két xoẹt một ngụm, răng nhọn của sói xanh cắn vào miệng vết thương trên đùi tô triệt, nó cũng biết lười biếng, chỗ cắn đúng là nơi đã huyết nhục mơ hồ. Một cú này cắn rất chắn chắc, có thể nói là vào thịt ba phần, kế tiếp chính là hất đầu sói, hung hăng xé rách thịt ra để ăn rồi. Đáng tiếc, tô triệt lại không để cho nó cơ hội này. Nhịn đau giả chết chính là để triệt để tiêu trừ cảnh giác của nó, mới dễ phát động ra một kích hung ác nhất. Nói thật, trạng thái lúc này, cũng chỉ có thể ra một kích thôi. Sau một kích, không phải nó chết thì ta vong. Nhánh cây trong tay hung hăng đâm một cái, mặc kệ nhánh cây này có lực sát thương bao nhiêu nhưng nó đã mang theo tất cả thể lực và nội kinh hiện giờ của Tô Triệt. Phóc, đâm chuẩn xác trúng mục tiêu, nhánh cây dài không đến hai thước đâm vào cổ sói xanh, sâu đến phân nửa. Ngao, âu 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 sói xanh phát ra tiếng kêu thảm mà chỉ động vật loại khuyển mới có nó vụt một cái nhảy lui về sau mấy trượng ngã cái bịch xuống sau đó nhanh chóng đứng dậy lui vào bụi cỏ một hồi tiếng sột soạt vang lên hẳn là nó đã trốn đi xa lần này nó trúng một chiêu mặc dù một lát không chết được nhưng cũng không sống được bao lâu Dã thú gặp phải tổn thương như thế, lại không có ai chữa thương cho nó, kết quả phải chết không thể nghi ngờ, vận khí không tệ, lần này đâm tương đối chuẩn. Tô Triệt âm thầm may mắn, dù sao cũng là mượn xác hoàn hồn, hắn vẫn chưa thuần thục nắm giữ thân thể này lắm, một kích vừa rồi quả thật đã mang theo ba phần vận khí. Sau một kích, hắn như là bóng da đã xì hơi, không còn chút khí lực nào, chỉ có thể thở dốc từng đợt chỗ vết thương bị cắn cũng không đổ nhiều máu lắm cũng là vì huyết dịch của thân thể này đã không còn lại bao nhiêu nữa bởi vậy có thể thấy được tình cảnh của tôi triệt thê thảm đến thế nào cũng không khá hơn hấp hối là bao cũng may chỉ là dã thú bình thường may mà không phải yêu thú đã tiếp nhận trí nhớ về phương diện tu tiên nên hắn biết được trên đời còn có yêu thú nhất tộc cực độ cường hãn đó chính là những mãnh thú biết được cách tu luyện cũng thuộc về tu luyện nhất tộc có trí tuệ không thấp. Đừng nói là trạng thái hiện giờ, dù Tô Triệt chưa từng bị thương một khi gặp phải yêu thú dù là cấp thấp nhất cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi con yêu thú kia đủ cao ngạo. Lười quản đến ngươi, không nên, không nên, chuyện gì lo sợ sẽ đến, loại chuyện này không nên nhắc đến, vẫn nên nắm chặt thời gian chữa thương cái đã. Một kích vừa rồi, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng trong thân thể Tô Triệt, không chỉ là đơn giản là thể lực và nội lực, sự khó chịu sau đó không cách nào hình dung được. Nếu không phải có dòng nước ấm kỳ lạ do tiểu tháp thần bí truyền tới, nói không chừng đã chết rồi chứ chẳng chơi. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, trời tối rồi lại sáng, nghênh đón ánh mặt trời một ngày mới cũng không tệ lắm một đêm bình an ngoại trừ một đầu độc xà bò qua bụng cũng không có thứ gì khác nữa dòng nước ấm của tiểu tháp có hiệu quả rất tốt lúc trời còn chưa sáng tô triệt đã cảm thấy hai chân của mình có thể động mấy chỗ gãy xương đã khép lại một cách thần kỳ đi lại có lẽ không có vấn đề gì nữa bất quá tô triệt vẫn nhẫn nại đợi đến ban ngày mới dám hành động tương đối mà nói ban ngày vẫn an toàn hơn một chút Đứng lên thử đi vài bước cũng không tệ lắm, nếu chống thêm một cây gậy nữa thì sẽ tốt hơn nhiều. Thật vất vả mới tìm được một cây gậy ở gần đó để làm gậy chống, Tô Triệt tìm kiếm địa thế tương đối bằng phẳng, băng qua từng khối cự thạch đi ra ngoài sơn cốc. Núi non trùng điệp, đường dài đằng đẵng, tốc độ thế này cũng không biết đến lúc nào mới đi ra ngoài được nữa cũng may, tốc độ khôi phục thương thế cũng tương đối lạc quan, dòng nước ầm do tiểu tháp thần bí vẫn đang làm tròn chức trách tự động chưa thương cho thân thể. Đoán chừng nhiều nhất chỉ thêm 3 đến 5 ngày nữa là đã có thể khỏi hẳn, không cần e ngại những mãnh thú sơn dã kia nữa. Đương nhiên, ngoại trừ yêu thú. Ai, sao lại nhắc đến yêu thú nữa rồi? Trong nội tâm đang nói thầm, chợt nghe thấy một tiếng thú hống đinh tai nhức óc, nghe ra thì khoảng cách cũng không xa lắm, có khả năng chính là ở ngay ngoài sơn cốc này. Quả thật xui xẻo như vậy sao? Sắc mặt Tô Triệt Đại biến, chỉ bằng vào tiếng thú hống này thôi là có thể cảm giác ra không hề giống với dã thú bình thường, trong đó nghe ra được lực lượng rung động rất mạnh. So với tiếng hổ gầm trong tưởng tượng còn khủng bố hơn rất nhiều. Oanh lại truyền đến một tiếng va chạm giống như sấm sét giữa trời quang, nghe gần trong gang tấc, khoảng cách miệng hang càng gần. Tô triệt lảo đảo trốn sau một tảng đá lớn, vội vã vứt cây gậy trong tay đi, thân hình lung la lung lay giống như một lão nhân sắp gần đất xa trời, trong cực độ suy yếu lộ ra vẻ thê lương bất đắc dĩ. Dầm dầm, đá vụn bay tán loạn, gió mạnh nổi lên, một tòa núi thịt ầm ầm sông vào sơn cốc. Đây là một đầu cự hùng lớn có bộ lông nâu đỏ, nó nằm dạp dưới mặt đất cũng cao đến một trượng, nếu như đứng lên thì còn chịu nổi sao? Rõ ràng là một đầu yêu thú thực lực không yếu A. À. Chút nhãn lực ấy tô triệt vẫn phải có, tuy rằng không đoán ra nó tên là gì, phẩm cấp thế nào, nhưng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài và lực trùng kích khi đụng vào núi đá của nó thôi thì cũng có thể biết được cự hùng bình thường dù hình thể có lớn hơn nữa cũng không thể tạo ra cảm giác áp bách khủng bố như thế được. Nó lao về phía tô triệt, những nơi nó đi qua tất cả đều ầm ầm nát bấy. Bất quá, trong lòng tô triệt lại chợt nhẹ, khẩn trương vậy mà đã giảm bớt rất nhiều. Đây là vì trên thân hình khổng lồ của con cự hùng kia có mang theo mấy vết thương rất rõ ràng, vết thương rất sâu, rất hiển nhiên, nó là đang chật vật chạy thục mạng, sau lưng tất có truy binh.